Vâng ạ, chúng ta tiếp tục gặp nhau bài học tiếp theo. Bài học này thì tôi vẫn sẽ nói tiếp về những cái giải pháp liên quan đến các vấn đề của sale bất động sản nói riêng và sale nói chung. Tất nhiên phần này thì tôi đã dựa trên cái phần nghiên cứu của tập đoàn Sen Group về vấn đề của sale bất động sản. Thì tôi sẽ nói về cái video tiếp theo, đó là chúng ta cần phải có những cái giải pháp để làm sao chúng ta tăng được cái kinh nghiệm thực chiến lên. Bởi vì chúng ta đang thiếu kinh nghiệm thực chiến, đúng không ạ? Thực chiến là gì? Tức là chúng ta làm thật, nói thật và chúng ta dựa trên những cái trải nghiệm thực tế. Thì trong cái phần này thì tôi sẽ nói khá là nhanh và tóm tắt về những cái kinh nghiệm mà các bạn cần phải học, cần phải tích lũy được cho mình càng nhanh càng tốt về những cái vấn đề như sau. Thứ nhất, đấy là sự thấu hiểu với khách hàng, đúng không ạ? Thì khách hàng mua bất động sản từng cái phân khúc họ khác nhau như thế nào? Bạn có bao giờ nhận ra rằng là khách hàng họ đang đeo chiếc đồng hồ gì? Hiệu Patek Philippe hay là hiệu Fengmuller, bạn có phân biệt được không ạ? Tôi giả sử thế. Cái túi sách họ đeo là cái túi sách hiệu gì? Có phải là hàng thật hay không là hàng thật? Bạn có biết không ạ? Và cái thời trang mà họ đang mặc trên người là thương hiệu gì? Và tại sao họ lại lựa chọn cái thương hiệu đó? Đúng không ạ? Hay là họ đi xe hơi, tại sao họ lại đi Mercedes mà họ không đi BMW? Hay là họ chạy những cái dòng xe khác nữa? Thì cái sự khác biệt giữa các dòng xe là gì? Bạn có thực sự hiểu hay không? Đúng không ạ? Thế rồi thì họ giàu có bằng cách nào? Cuộc đời, cuộc sống riêng tư của họ ra sao? Hay là bạn chỉ đơn thuần là chăm chốt đơn thôi? Thì cái việc thấu hiểu khách hàng như vậy sẽ đòi hỏi các bạn cần có thời gian quan sát, cần có thời gian tìm hiểu và cái sự tinh tế để đánh giá khách hàng của mình và thấu hiểu những vấn đề của họ, đúng không ạ? Thí dụ như là sáng nay tôi có nghe cuộc gọi của một khách hàng ở bên công ty du học cũng như là tiếng Anh, thì phụ huynh họ rất là quan tâm đến con cái của họ. Chị này thì vẫn thường xuyên gọi điện hỏi tôi là cháu nên thế này, cháu nên thế kia, chị rất lo cho cháu, vân vân. Cái chuyện mà phụ huynh lo cho con mình là chuyện đương nhiên và chẳng có gì mới mẻ cả. Thế nhưng mà câu chuyện họ chia sẻ đấy, thì trong những cái câu chuyện như vậy nó có những cái tình tiết mà mình ghi nhận được là họ có vấn đề với con có vấn đề với bố. Thì từ đó mình sẽ khai thác và mình sẽ xoáy sâu vào cái điểm đó để mình tạo cái giá trị cho khách hàng. Ví dụ như là khách hàng họ nói là con của họ có vấn đề với gia đình, cháu thế này, cháu thế kia. Vậy đây chính là một cái key point mà mình cần quan tâm, đúng không ạ? Để mình có thể tạo cái giá trị cho khách hàng và mình thấu hiểu họ. Rồi mình quan tâm đến cái điều gì của khách hàng, đúng không ạ? Ví dụ như là họ có những cái sự quan tâm riêng về làm đẹp, về sức khỏe, về công danh, về tiền bạc, về du lịch, về giải trí, đúng không ạ? Có những người thích rượu, có những người thích du lịch, có những người thích đồng hồ, có những người có những cái thú vui, có những cái sở thích rất riêng. Mình cần phải biết, bởi vì mình như thế thì mình mới làm bạn được với họ, mình mới thấu hiểu được họ, đúng không ạ? Thế rồi ý tiếp theo tôi muốn nói là để có kinh nghiệm thực chiến thì chúng ta nên thấu hiểu các quan điểm bán hàng mới. Thì tôi đã trình bày rất nhiều các quan điểm bán hàng mới rồi, tôi chỉ tổng hợp lại thôi, đúng không ạ? Ví dụ như bán hàng vì đam mê, bán hàng vì lợi ích của khách hàng, bán hàng không vì doanh số, đúng không ạ? Khách hàng không phải là thượng đế mà khách hàng là người thân, là anh em ruột thịt bằng hữu, đúng không ạ? Sale ở đâu, khách hàng ở đâu thì sale ở đó. Rồi thì chúng ta phải sống trong thế giới khách hàng. Đấy là những quan điểm mà tôi đã chia sẻ với anh chị. Chúng ta cần phải thay đổi quan điểm về khách hàng, quan điểm về bán hàng. Thế giới không ngừng thay đổi, chỉ có bạn là không đổi thay. Nên người ta vẫn hay nói đùa như vậy, đúng không ạ? Ok. Ý thứ ba là tôi muốn nói về cái việc là chúng ta cần phải có những cái kỹ năng, có những cách thức và thực sự am hiểu và giỏi giang về lĩnh vực tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đấy. Thì chúng ta làm gì? Ví dụ như chúng ta phải biết cách gọi telesale, chúng ta phải có data về telesale, chúng ta phải tự thực thi được cuộc gọi rất là tốt, biết gọi vào giờ nào, biết bắt đầu ra sao, tạo kịch bản, vân vân, đúng không? Chúng ta phải biết chạy Facebook Ads hay là Facebook Marketing, tạo fanpage, làm hình ảnh, viết bài, video, chạy quảng cáo, tối ưu quảng cáo, đúng không ạ? Rồi thì đo lường chiến dịch. Đấy thì chúng ta tự biết chạy, chúng ta tự biết thay đổi thì chúng ta sẽ học chương trình Facebook Marketing by Phan Anh của tôi, cũng lại tiếp tục 80 đến 90 video nữa, được chưa ạ? Rất là chuyên sâu. Thế rồi Google AdWords, đúng không ạ? Chúng ta chạy từ khóa gì, làm sao để lên top, đúng không ạ? Rồi thì CTR của chúng ta làm thế nào để cao hơn và đơn hàng nhiều hơn, làm thế nào để tối ưu trang đích, đúng không ạ? Chạy từ khóa gì,
từ khóa dài hay từ khóa ngắn chạy thị trường nào, vân vân và vân vân. Đó chính là Google AdWords. Các bạn lại cần phải học một series về Google AdWords nữa, được chưa ạ? Vâng. Các bạn biết cách tạo landing page hoặc là website, dùng cái phần mềm gì, dùng cái dịch vụ trả phí hay miễn phí, đúng không ạ? Các bước để viết, đưa hình ảnh, đưa video lên như thế nào, chúng ta cũng cần phải làm được. Tất nhiên chúng ta có thể không cần phải giỏi hết những thứ này, nhưng mà nếu như chúng ta kiểm soát và chúng ta control được cái điều đó thì công việc của chúng ta chạy rất nhanh. Bởi vì chúng ta là sale, chúng ta chỉ có tiền, chúng ta cứ gì cũng sẵn nong sẵn né, đi thuê đi mướn thì còn tiền ở đâu nữa, phải chắc chiu. Tất nhiên là tôi muốn nói là các bạn không cần phải giỏi hết tất cả các công cụ này. Các bạn có thể đi thuê, đi nhờ, đi mượn, đi vả. Vâng, nhưng mà nếu mà các bạn tự làm được thì nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian, rất là tiết kiệm chi phí. Và nó không tốn kém cho các bạn, và nhanh chóng cho các bạn, chủ động cho các bạn, đúng không ạ? Chúng ta là sale, chúng ta làm gì có tiền, nên chúng ta phải biết chắc chiu, được chưa ạ? Vâng. Tiếp tục như là Zalo Ads, các bạn cũng có thể thử nghiệm kết bạn quanh đó, rồi kết bạn trên Zalo, rồi chăm sóc khách hàng trên Zalo, đúng không ạ? Các bạn cũng có thể chạy quảng cáo một số mạng hiển thị như là Eclick, Etima, PNG đấy, đúng không ạ? Hay là những cái giải pháp quảng cáo của Admicro hay còn gọi là ADX, vân vân. Chúng ta có biết làm SEO web không? SEO như thế nào, SEO bao giờ lên, SEO từ khóa gì, kỹ thuật SEO ra sao, backlink là gì, vân vân. Thì các bạn lại phải học CD video về SEO, lên đỉnh cùng SEO hay là thợ SEO lành nghề. Của tôi có hướng dẫn các bạn trong một cái series cũng khoảng chừng gần 30 video nữa. Thế rồi các bạn có biết cách gửi email marketing hay không? Các bạn có biết làm data, các bạn có biết lấy data, các bạn có biết gửi, tạo kịch bản, gửi email automation trong marketing hay không? Của email marketing hay không, đúng không ạ? Thế thì lúc đấy các bạn lại phải học một series về email marketing. Bởi vì vấn đề trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều các công cụ khác nhau, chứ nó không chỉ có một công cụ. Và nguyên tắc marketing của nó là marketing mix, tức là nó sẽ mix nhiều công cụ lại. Mix online với mix offline, mix truyền thống với mix hiện đại, đúng không ạ? Mix giữa các công cụ với nhau, mix giữa các thiết bị với nhau, mix giữa các nền tảng với nhau. Đấy gọi là marketing mix. Chứ mix bây giờ nó không đơn giản là 4P nữa. Mix có nghĩa là hỗn hợp các bạn nhé. Kênh YouTube, bạn có xây kênh không? Bạn có thể trở thành chuyên gia bất động sản hay là một chuyên gia về tài chính hay không, để các bạn thu hút được người xem biết đến bạn hay không? Ví dụ như tôi xây dựng kênh PA Marketing của tôi, kênh YouTube. Các bạn có thể lên kênh YouTube tìm PA Marketing bằng điện thoại hoặc bằng máy tính, sẽ tìm thấy tôi. Đấy chính là cách các bạn sẽ bán hàng, cách các bạn làm thương hiệu, cách các bạn tăng uy tín cho cộng đồng, có đúng không ạ? Kênh YouTube cũng là một kênh tốt, các bạn có thể chạy quảng cáo trên YouTube, các bạn có thể làm kênh YouTube, các bạn có thể làm SEO YouTube. Cái đó các bạn đã biết làm chưa? Lại phải học tiếp, được chưa ạ? Vâng. Chúng ta cố gắng, chúng ta khuyến khích là tự học và trở thành những cao thủ về cái lĩnh vực này, để giúp bản thân mình, giúp cho khách hàng của mình và giúp cho đồng nghiệp của mình. Đó. Thế rồi chúng ta lại quan tâm thêm rất nhiều các hình thức bán hàng nữa, đúng không ạ? Như bán hàng tại hội thảo, phát triển đội nhóm bán hàng, tuyển dụng và đào tạo, đúng không ạ? Tạo động lực cho đồng đội, thế rồi phát triển đội ngũ cộng tác viên, thế rồi là thông qua các cái giải pháp affiliate, thậm chí kể cả là phát tờ rơi, chúng ta cũng sử dụng các phương pháp phát tờ rơi khác nhau. Chúng ta kết nối với khách hàng, chúng ta tổ chức hội nghị cho khách hàng, chúng ta chăm sóc khách hàng sau bán thật tốt, chúng ta kết hợp với các đội sale khác, vân vân và vân vân. Mây, rất nhiều các cái công cụ mà chúng ta phải học. Thì đó chính là vấn đề của các anh chị. Khi mà mình thiếu thì mình phải học, mà mình muốn có trải nghiệm thì mình phải làm, và mình làm thì mình phải làm nhanh lên, làm chuẩn hơn, phải làm khác đi, đúng không ạ? Để nó mới hiệu quả. Bởi vì tôi có nhớ hôm trước tôi đào tạo thì có một bạn nói với tôi là Facebook em biết chạy, Google em biết chạy, nhưng tất cả những người khác cũng biết chạy, vậy thì điều gì là khác biệt? Đây là một câu hỏi rất hay. Sự khác biệt lúc này nằm ở tư duy chạy, nằm ở ngân sách chạy, nằm ở hình ảnh chạy, nằm ở media chạy và nằm ở chiến lược chạy, chứ không đơn thuần chỉ là ở công cụ chạy. Bởi vì công cụ chỉ là công cụ, và tất cả chúng ta đều có những công cụ này trong tay, chứ không chỉ riêng một mình bạn có như một cái sự độc quyền. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì tôi xin phép kết thúc cái phần trình bày về một số những cái giải pháp và định hướng cốt tử dành cho sale bất động sản. Đấy, dựa trên các vấn đề mà chúng tôi đã nghiên cứu, và tôi đưa ra những cái giải pháp mang tính lý thuyết như vậy. Còn chi tiết trong từng giải pháp thì các bạn xem thêm các khóa học khác của tôi để được rõ hơn và biết cách làm.
hoặc là chúng ta có thể trao đổi, hoặc là tôi có thể coaching, tức là huấn luyện riêng cho các anh chị và các bạn nếu các anh chị và các bạn có nhu cầu. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin được gặp lại các anh chị trong các bài học tiếp theo. Và rất hân hạnh được trò chuyện, được tư vấn và được hỗ trợ cho các anh chị. Xin chào các anh chị.